Xin chào anh chị, em là Quyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã Ngũ Hiệp của huyện Cây Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây là có một vườn sầu riêng với diện tích đó là 5.000 m² đất đang bán. Quyền Trang quay cho anh chị mình xem nha. Thì giờ đây là cái miếng vườn sầu riêng mà hôm nay Quyền Trang giới thiệu cho anh chị mình nè. Tổng diện tích là 5.000 m², trồng là khoảng 100 cây sầu riêng luôn á anh chị. Và chủ đất kêu giá là 850 triệu 1.000 m². Rồi đất mình là đường xe ô tô vô tới đất và có mặt tiền sông mà sông lớn luôn. Tàu thuyền, du thuyền gì đó là chạy thoải mái hết luôn ha anh chị. Thì để Quyền Trang quay cho anh chị mình xem. Thì trước tiên là ở đây vị trí mà Quyền Trang đang đứng là lậu nhựa ha. Lậu nhựa này thì 4 chỗ, 7 chỗ hay là 16 chỗ đều chạy tới hết luôn. Và nhà ở quanh đây thì hàng xóm rất là đông đúc. Điện, nước, wifi là có sẵn luôn. Có đèn đường luôn ha anh chị. Kế bên là mình có tiệm tạp hóa luôn nè. Đó. Xung quanh hàng xóm là đông đúc lắm. Đó anh chị xem. Khu này thì nói chung là qua Ngũ Hiệp thì anh chị sẽ thấy là đa số là phần lớn là toàn là nhà máy Thái không ha. Đó, anh chị xem nè. Thì cái miếng đất của chủ đất á, là 5.000 m², nó giống như vậy nè anh chị. Nhưng mà không có mặt tiền, không có mặt tiền đường đi ha. Thì chủ nó nằm từ ở bên trong này nè, anh chị thấy là từ ở cái căn nhà này là căn nhà của chủ đất nè, chạy dài vô bên trong luôn. Thì mình cách khoảng tầm chừng 15m là không có mặt tiền đường, cho nên là chủ đất mới mua một cái con đường đi là 4m, chạy dài vô là khoảng mười mấy hay là 15m hay gì đó nha anh chị. Đó thì anh chị xem nè. Con đường đi này của mình á thì xe 16 chỗ là chạy thoải mái luôn. Thì anh chị xem nè. Đó, chủ đất đã đổ bê tông sẵn cho mình luôn nè. Rất là rộng ha. Rồi từ ở đây á là mình sẽ có một con đường đan đi vô khoảng tầm chừng 4m, chạy dài vô là khoảng 15-20m gì thôi. Là mình sẽ tới cái miếng đất mà hôm nay Quyền Trang giới thiệu cho anh chị. Này. Thì anh chị xem nè. Mình đi tới đây là tới rồi đó anh chị. Đó, tới đây là tới rồi nè. Cái vườn sầu riêng của mình nè thì anh chị thấy nè. Cái ranh giới là ở ngay chỗ này ha. Đó, nhưng nó có một cái con đường giống như đường nước nhỏ nhỏ ở đây. Đó, đi ra chỉ có khoảng tầm chừng 15m thôi ha anh chị. Đó. Rồi. Thì nguyên một cái miếng đất như thế này nè. Chủ đất bán này trên này là có một căn nhà cấp 4 gọn gọn chưa có tô, với một vườn sầu riêng là khoảng 100 cây trồng từ 5 năm có, 7 năm có và 10 năm cũng có nữa. Có nói chung là cũng có quê lợi sẵn rồi ha. Thì cái miếng đất của mình hình như thế này. Cái vị trí mà Quyền Trang đang đứng là nó sẽ nằm ở khúc này nè anh chị. Em chỉ vô giùm chị cái tiếng cầm này rồi. Nè, em cầm nha. Em cầm nha tiếng. Nè anh chị, vị trí của mình là ở ngay chỗ này nè. Đây là Quyền Trang đang đứng ở khúc này nha anh chị, cái khúc ở đây nè. Thì cái nhà của chủ đất là ở đây với ở đây. Nó thì anh chị nhìn nè, bên này á là mặt tiền sông. Mặt tiền sông là sông bự luôn, đừng có nghiêng em. Mặt tiền sông là sông bự luôn nha anh chị. Sông này là xà lan là 5-6 chiếc chạy cũng được nữa, sông rất là rộng luôn ha. Thì nếu như mà từ ở đây á mình chạy dài xuống dưới là khoảng tầm chừng, tại vì em thấy là chủ đất xây nhà theo hướng bên này nhìn, cho nên là lấy bên này làm bề ngang ha. Thì cái bề ngang của mình á là khoảng tầm chừng 56m. Thì anh chị xem là bề ngang là khoảng 56m. Hậu là mặt tiền sông. Mặt tiền sông á là khoảng 85-90m á anh chị. Còn mà cái chiều dài bên này thì một bên nó là khoảng 45, còn bên này thì chiều dài bên này là khoảng 100m ha. Đó. Thì anh chị xem nè. Bây giờ Quyền Trang sẽ đi cho anh chị mình xem thử nha. Thì ở đây chủ đất xây là theo cái hướng bên này là một cái đường nền nhỏ nhỏ này nè, là một cái mặt tiền. Thì từ ở đây mình đi ngang qua là 56m. Ở đây thì căn nhà của chủ đất đang ở ở đây nè ha. Đó. Có hai căn rồi nha anh chị, em thấy bên trong có xây thêm một căn nữa nè. Đó anh chị xem. Thì nếu như mà anh chị mua thì mình cũng có sẵn một căn nhà để mình giữ vườn vậy đó, anh chị về mình sơn phết lại là nó sẽ mới lại thôi. Đây em đi dạy vô ha. Đây nè, từ ở bên này qua là của mình luôn ha anh chị, từ cái góc bên này nè đi qua là của mình luôn. Đó. Ở đây thì đi ngang qua là khoảng hàng 56m. Đây. Ở đây thì mình có một căn nhà cấp 4 nè. Đó anh chị xem. Nói chung là em thấy xây cũng đơn giản lắm. Đó anh chị xem nè. Đây.
này thì chắc là một phòng ngủ rồi, quên, chắc là một phòng khách rồi hai phòng ngủ rồi đó. Để em vô em coi thử ha. Đó anh chị xem, thì có một căn nhà cấp 4 đơn giản như thế này. Mình chưa có tô sơn gì hết, thì anh chị về mình chưa có lót gạch luôn ha. Thì về anh chị mình lót gạch rồi mình sơn lại cho nó đẹp. Còn nếu không thì anh chị cứ để vậy, mình làm một cái căn nhà vườn gọn gọn á, lâu lâu anh chị về chơi thôi. Thì khu vực này là phòng khách này nha. Rồi đi xuống thì sao? Ở đây là mình sẽ có hai phòng ngủ ha anh chị. Nè, đây là cái phòng ngủ thứ nhất. Nó hơi tối nha. Thôi để em qua bên này luôn đi. Đây. Đây là bên phòng ngủ thứ hai. Đó, phòng ngủ bên này thì em thấy có cửa sổ nè, bên kia chắc có cửa sổ mà che lại rồi ha anh chị. Đó. Thì ở đây là xây là cũng một phòng khách, hai phòng ngủ. Một cái khu vực nhà bếp và một phòng sinh hoạt chung. Đó anh chị xem nè. Rồi ở đây là cái khu vực nhà bếp rồi nè ha anh chị. Đó. Có cửa sổ đâu luôn. Nhà cũng gọn gọn, nói chung là có sẵn một căn nhà sẵn rồi. Ở trên thì lợp mái tôn nha. Rồi. Đơn giản như vậy nha. Rồi bây giờ Quỳnh Trang sẽ dẫn anh chị mình đi ra ngoài vườn. Bán 850 triệu 1.000 mét vuông nha anh chị. Thì giá cả khi mà anh chị đi xem đất á, thì mình sẽ gặp trực tiếp với chủ đất luôn, để mà mình thương lượng cho nó dễ. Đây. Thì bề ngang của mình á, là từ cái ngôi nhà hồi nãy á, mình sẽ đi tới cái mí này. Bề ngang tới này là 56m. Còn bên này là bên đất của hàng xóm ha. Rồi từ ở đây á, mình chạy dài xuống dưới luôn, thì cái hướng bên này là mình đi khoảng tầm chừng 30 mấy mét thôi là mình sẽ tới sông lớn rồi. Đây Quỳnh Trang đi cho anh chị mình xem ha. Thì tổng diện tích miếng đất của mình á là 5.000 mét vuông, đất cây lâu năm, trong đó bề ngang á là khoảng 56 mét, hậu á là khoảng 85, chiều dài á thì một bên cạnh chiều dài là khoảng 45 á, còn một bên chiều dài là khoảng 100 ha. Chủ đất kêu giá là 850 triệu 1.000 mét vuông. Đường xe ô tô vô tới luôn. Mà mình lại có một cái mặt tiền sông, sông lớn rất là đã luôn, để Quyền Trang xuống quay cho anh chị mình xem. Này, vườn sầu riêng của mình nè. Đất đường sầu riêng mà xe ô tô vô tới mà giá 850 triệu mà Quyền Giang thấy cũng rẻ ha anh chị. Anh chị nếu mà anh chị để ý, anh chị thấy là đa phần á nha, đất sầu riêng mà đường xe máy thôi á, xe máy mà có 1 mét thôi á là chủ đất cũng kêu hết là giá là khoảng 600 triệu 1.000 mét vuông rồi. Còn cái này của mình là đường ô tô vô tới luôn, lại có mặt tiền sông lớn nữa mà giá 850. Thì em thấy là giá này cũng khá là ổn ha. Đó thì anh chị xem nè, sông lớn ngoài sau của mình nè. Cái mặt tiền sông ngoài sau này của mình là cũng khoảng 85m lận nha anh chị. Thì em thấy những cái mà mặt tiền sông như thế này á, là giống như là có duyên á, thì mình mới mua được ha anh chị. Gọi là duyên với nhau á. Tại vì em thấy là bình thường á nha, quay anh chị thấy là 100 miếng đất, thì những cái miếng mà có mặt tiền sông mà sông nó đẹp đẹp, nó ổn ổn tí xíu á, rộng rộng á, thì nó đếm trên đầu nó ngón tay thôi. Còn mà những cái mà mặt tiền sông lớn như thế này nè anh chị, là em quay cũng bây giờ em quay là cũng khoảng 1.600 mấy miếng đất rồi đó. Mà những cái miếng đất mà được cái mặt tiền sông lớn như thế này là nếu như mà cộng lại thì nó cũng khoảng tầm chừng 10 đến 15 miếng thôi, chứ nó không có nhiều hơn ha anh chị. Mà mấy miếng kia là em bán sập bách hết rồi. Trong cái thời điểm hiện tại á, là nó chỉ có 2 miếng thôi. Một miếng là gần thành phố Mỹ Tho thì giá nó cao quá, tới mười mấy tỷ lận. Hai công hay ba công gì mà mười mấy tỷ đó anh chị. Rồi tới cái miếng này nè. Còn mấy miếng khác là em cũng bán sạch hết trơn rồi đó nha. Đó, thì cái này thì gọi là nếu mà anh chị nào mà thích miếng mà mặt tiền xong như thế này thì đây gọi là cái duyên á anh chị. Thì anh chị có thích miếng này thì mình về mình tham khảo ha. Nói chung là thấy giá khu vực này thì giá này là em thấy khá là ổn luôn. Bây giờ để em đi lại bên này, cái em mở định vị lên cho anh chị mình xem ha. Thì Quyền Trang xin nhắc lại nha, đất của mình á là 5.000 mét vuông đất trồng sầu riêng. 5 năm có, 10 năm có và 7 năm cũng có luôn. Chủ đất kêu giá là 850 triệu 1.000 mét vuông. Giá cả là mình sẽ thương lượng trực tiếp với chủ đất. Này,
Nếu em lên này đi. Nè, sầu riêng của mình nè anh chị. Đó. Trồng khoảng 100 cây sầu riêng ha. Mở điện thoại đấy. Nhà của mình á, nhà của mình ở ngoài trước á thì sẽ nhà là xây theo hướng bắc ha anh chị. Nhà là xây theo hướng bắc, lộ nhựa là hướng đông nha. Cái lộ nhựa mà hồi nãy mà Quyền Trang quẹo vô á thì nó nằm ở bên hướng đông á. Còn nhà mà anh chị chủ đất có lấy theo cái hướng mà mặt tiền ngang là 56m á thì là xây theo cái hướng bắc. Cái này nếu mà anh chị về mà anh chị xây lại nhà thì anh chị mình có thể chọn sửa lại là căn nhà này thì mình sửa lại nhà hướng bắc ha. Còn mà anh chị xây nhà hoàn toàn mới mà anh chị học hướng đông thì mình xây theo hướng đông cũng được. Rồi thì để em xem từ đây mà đi về tới thành phố Mỹ Tho rồi đó. Rồi bến xe miền Tây thì khoảng bao nhiêu xa ha. Cho mượn điện thoại nha tiếng. Này, từ ở đây mà anh chị mình về tới bến xe miền Tây thì là khoảng 1 tiếng 45 phút. Mình chạy xe là khoảng tầm chừng 88 cây số ha. Ở đây cách bến xe miền Tây là 88 cây số nha anh chị. Chạy xe là khoảng 1 tiếng 45 phút. Để em phóng cái vị trí mà Quyền Trang đang đứng lên cho anh chị mình xem ha. Thì anh chị xem nè. Đó. Đây là cái vị trí mà Quyền Trang đang đứng nè. Thì anh chị thấy là đây là cái ở ngoài trước là cái mặt tiền lộ nhựa nè ha. Cái đi vô tới đây khoảng tầm chừng 15 mét thôi là mình tới cái căn nhà thứ nhất của chủ đất này. Rồi tới đây là căn nhà thứ hai. Thì anh chị thấy là cái hình đất của mình nè. Mình vô tới đây ha, từ ở đây chạy ngang qua bên này là 56 mét. Chạy dài bay ở đây là khoảng 42. Mặt tiền xong á là khoảng 85. Còn cái chiều dài là từ ở đây nè mình chạy dài xuống là cũng khoảng hàng trăm mét ha anh chị. Nó hơi tối ha. Nè, nhà xung quanh hàng xóm thì đông đúc lắm, anh chị yên tâm. Để em xem từ đây mà mình đi chợ gì ha. Chợ. Bấm chữ chợ giùm mấy em. Nay sao sổ mũi dữ vậy ta? Em bấm sao em thấy nó không ra thôi, em bấm về cầu Ngũ Hiệp đi cho nó chắc trước tiên đi ha anh chị. Ở đây thì có mấy cái chợ chòm hổm nhưng mà Quyền Trang chưa biết. Thì thôi giờ em bấm qua bên cầu Ngũ Hiệp cho nó dễ. Tại vì ở cầu Ngũ Hiệp á là em thấy là có chợ luôn rồi, có ủy ban luôn. Thì từ đây mà anh chị đi về cầu Ngũ Hiệp á là khoảng tầm 8 phút chạy xe. Mình đi là khoảng tầm chừng 3,8 cây số nha. Rồi. Còn từ ở đây mà anh chị mình về tới thị xã Cây Lậy á thì trung bình á là khoảng trung bình là khoảng tầm 21 cây số. Ủa? Cái này nó đi vòng vòng nè. Kỹ ta. À tầm 15 cây thôi anh chị ơi. Từ ở đây mà mình về thị xã Cây Lậy là 15 cây số nha. Chạy xe là khoảng tầm chừng nửa tiếng đi. Còn từ ở đây mà anh chị về tới thành phố Mỹ Tho thì trung bình nó là khoảng trung bình là khoảng 33 cây số. Mình chạy xe là khoảng 50 phút nha anh chị. Rồi thì đất mình là có giấy tờ, có sổ hồng đầy đủ luôn. Anh chị mà quan tâm cái vườn sầu riêng này thì anh chị alo cho Quyền Trang hay, em sẽ dẫn anh chị mình đi xem ha. Thì mấy cây sầu riêng của mình nè, đó. Nói chung là Quyền Trang thấy thì sầu riêng thì có một vài cây là nó không có tốt thôi, chứ còn lại là em thấy là tất cả đều rất là tươi tốt luôn. Anh chị thấy cái lá của nó nè, rất là tươi luôn ha. Cây nè anh chị, đó, rất là bự luôn. Thì có những cây nhỏ, có những cây bự ha. Này. Nói chung mà cơ bản thì em thấy vườn sầu riêng mà giá 850 là vườn sầu riêng này đẹp. Đó anh chị xem nè. Mấy cái gốc và đa phần là cũng đều bự hết trơn rồi. Đó. Rồi có hệ thống tưới tiêu sẵn luôn nha. Này mấy cây sầu riêng bự luôn nè. $850 triệu, 1000 m². Đường xe ô tô vô tới luôn. Thấy đã ha anh chị. Hồi nãy ở bên mà cái vườn sầu riêng mà hai công đất mà khoảng 40 cây đó anh chị. Thì trung bình thì cho mình cho trung bình ít ít thôi. Là một năm thu hoạch được khoảng 100 triệu. Vậy là
Cái này là mình được khoảng 2 công thì 100 triệu. Thì cái này của mình là cũng được 250 ha. Em đoán đoán vậy. Rồi em chào anh chị nha. Cảm ơn anh chị đã theo dõi cái video của em. À, chị. Ủa có mẹ ở đây không con? Mẹ đâu rồi? Hả? Chị cho em hỏi cái vườn sầu riêng của mình 5 công á chị. Thì trung bình 1 năm á mình thu hoạch được khoảng bao nhiêu tiền sầu riêng chị? Đúng thì được 200 rồi. Vậy hả? Thì cũng 100 rồi. À. À vậy đó hả? À vậy đó ha. Vậy là bên kia nãy em quay là 2 công đất mà 40 cây mà 1 tháng cũng được khoảng 100, mỗi qua 1 năm cũng được 100, trung bình là 100 á. Em tưởng của chị là cũng 250 chứ. Thì tùy theo à, quên, em quên có mấy cây nhỏ ha, em quên ha. À, anh chị đây cây lớn lắm mà tại như thời điểm giá à. À, chị chủ đất mới nói với em á là ở đây nè, nếu như mà 5 công của mình á, nếu mà trúng luôn á thì được 200 triệu, còn mà không có trúng á thì mình được khoảng 100 mấy ha. Tại vì của chị á là nó sẽ không có lớn đều hết, mà có những cây là 5 năm, có cây 7 năm, có cây 10 năm ha. Rồi thì em chào anh chị nha. Anh chị nào mà thích miếng này thì alo cho em hay, em sẽ dẫn anh chị mình đi xem. Rồi em